thì em sẽ xay bằng đá như thế này chị ạ. Đá viên to như thế này. Đấy, đá viên to như thế này luôn nhá. Đấy chị thấy nhá, rất là to luôn. Xay. Đấy. Để chị xem nó xay như thế nào. Đấy thì cái này là tay tay cầm chỗ bằng cối này, nhìn rất là chắc chắn, rất là khỏe khoắn anh chị ạ. Đấy, còn đây là cái nắp đậy này, nắp đậy. Đấy, nắp đậy nhá. Đấy, còn đây là nút, nút đậy này. Đấy. Đấy, nút đậy. Đấy, nút đậy nhá. Nói chung là cầm vào chiếc máy này thì cảm giác rất là thích luôn anh chị ạ. Nó không giống như những cái dòng máy khác, trông rất là chắc chắn. Máy này thì có trọng lượng là 6 kg anh chị nhá. 6 kg. Máy này thì được bảo hành chính hãng 24 tháng chị ạ. À, nếu mà dùng trong vòng 14 ngày ấy, lỗi thì là đổi máy mới. Đổi máy mới anh chị nhé. À, bây giờ thì em sẽ tiến hành xay sinh tố anh chị nhé. Cái này sinh tố dơ lưới anh chị ạ. Và cái này là dây điện của máy này. À, là một ổ cắm hai chân anh chị nhé. À, đây là nút nhồi, còn đây là nút tắt mở nguồn này, còn đây là tốc độ. Đấy, cái này của thương hiệu Nikito đến từ Nhật Bản anh chị nhé. Sản phẩm rất là chất lượng. Lại sao nó này, đấy, rất là to luôn. Cái này làm bằng chất liệu titanium anh chị ạ. Titanium chống rỉ. À, chịu lực rất là tốt. Đấy, cối này là nhựa ABS cao cấp 3 lớp. Dung tích cối là 3 lít. Đấy, chịu nhiệt, chịu va đập cực cao luôn. Bây giờ em sẽ bỏ cục đá vào anh chị nhé. Cục đá to như này luôn. Không có được từ nước này lấy được cát đây. Dưới này hơi nhiều đấy, sữa tươi sẽ thêm cục đấy nó đẹp. Bây giờ em sẽ đậy lại để kín lại điểm này, đổ mát luôn. Như vậy là sinh tố mịn rồi anh chị nhé. Nói chung là chỉ vài chục giây thôi là nó sẽ mịn rồi, không cần mình phải kéo dài thời gian như là những dòng máy xay gia đình. Đấy, thì máy công nghiệp thì vài chục giây là anh chị tắt thôi, không cần phải để kéo dài thời gian anh chị nhé. Đấy, xay rất là nhanh, rất là nhanh luôn. Đặc biệt lưu ý là ví dụ nếu anh chị có mua dòng sản phẩm này ấy, nói chung là dòng sản phẩm này hay là những dòng sản phẩm khác cũng vậy, anh chị nên đặt máy ở những nơi khô ráo, không có nước ẩm ướt nha anh chị nhé, để tránh tình trạng là nước nó vào motor, nó làm cháy motor. Đây anh chị ạ, cái này là thành quả này. Nói chung là xay nhanh, rất là nhanh luôn. À, cục đá to thì anh chị xay vẫn bình thường, nó vẫn là nhuyễn, rất là nhuyễn. Xay nát luôn. Mình ấn nút nhồi trước anh chị nhé, cục đá nó vỡ ra trước. Xong rồi nhuyễn ra rồi, xong mình bật nút on. On xong rồi mình vặn tốc độ cao. Nói chung là khoảng tầm, nói chung là đừng có vặn mát này được. Tùy theo mình xay nhiều hay xay ít mà mình vặn tốc độ nó tương ứng cho anh chị nhé. Nói chung là xay khoảng vài chục giây, 2-3 chục giây là mình dừng thôi. Đấy. Cối rất là dày. Đấy, dày rất là chắc chắn, nhìn rất là khỏe khoắn luôn. Đấy. Dòng này thì hiện tại thì hãng đang bảo hành cho mình là 24 tháng anh chị nhé. Thì nếu mà mua về mà sử dụng trong một tuần, hai tuần chứ, nếu mà có lỗi gì thì em đổi cái máy mới cho anh chị nhé. Đặc biệt là hiện tại đấy đang có chương trình free ship anh chị ạ, và tặng kèm cây khuấy khi mà mua hàng, và tặng thêm một bộ dụng cụ tháo xiết lưỡi dao nữa. Cái này thì sau này mua về thì anh chị cũng có thể là tự tháo xiết lưỡi dao, tức là ví dụ thay lưỡi dao anh chị cũng có thể là tự thay được, không cần thợ anh chị nhá. Đây, tại vì đây nè, dưới này là có một cái kia đấy, mình bỏ cái, tức là mình lấy cái dụng cụ tháo xiết lưỡi dao, mình tháo vặn ở chiều kia đồng hồ mình ra là mình tháo, mình thay được thôi,
không cần phải ra thợ thiết hết, mình cũng có thể tự làm được. Rồi, em xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhé. Nếu thấy video này hay thì cho em xin một like và một subscribe anh chị nhé. Đăng ký kênh đấy chị ạ. Rồi, em xin chân thành cảm ơn anh quý anh chị nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở đây là cái chỗ tản nhiệt anh chị nhé. Tức là khi mà anh chị xay nhé thì là sẽ là motor nóng này. Thì chỗ này là quạt tản nhiệt thổi cái nhiệt độ, tức là thổi hơi nóng ra anh chị nhé. Cái máy có thiết kế như vậy thì có thể là dùng liên tục. Nói chung là máy có thể hoạt động ở cường độ cao được. Còn đây là nút cầu chì anh chị nhé. Cái này là để chống cháy motor trong trường hợp mà nguồn điện chập chờn, hoặc là nói chung là điện quá tải anh chị ạ. Thì là cái nút này nó sẽ có chức năng là bảo vệ motor không bị cháy, không bị chập chạm nhé. Đấy, thiết kế rất là an toàn.